Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Rò rỉ hình ảnh anh Tú đưa Diệu Nhi đi khám thai, cặp đôi che chắn kín bưng và giữ khoảng cách tuyệt đối. Hình ảnh được cho là của Diệu Nhi và anh Tú cùng nhau đi khám thai đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tối ngày 20 tháng 8, chuyện một nữ diễn viên hài được cho là đã sinh con đầu lòng cho bạn trai gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội. Đến thời điểm này, Diệu Nhi và anh Tú là hai nhân vật được netizen réo gọi nhiều nhất vì hàng loạt chi tiết trùng hợp. Đặc biệt, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau bức ảnh được cho là tem qua đường ghi lại lúc Diệu Nhi được anh Tú đưa đi khám thai. Trong ảnh có thể thấy bụng của mẹ bầu nghi là Diệu Nhi đã rất to. Người này cũng đang được bạn trai tháp tùng đi khám, nhưng cả hai không ngồi cạnh nhau mà đeo khẩu trang, đội nón rất kín và giữ khoảng cách nhất định. Ngay lập tức, Thánh soi phát hiện chiếc nón và đôi giày của mẹ bầu trong ảnh đã được Diệu Nhi diễn nhiều lần. Đồng thời, chiếc áo của người đàn ông cũng giống với áo của anh Tú từng khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan sát và dự đoán của dân mạng, thực hư thế nào phải chờ nhân vật chính lên tiếng. Sau tin đồn sinh con, Thánh soi mới để ý dạo này Diệu Nhi nhìn khác lạ quá, xem kỹ các trang mạng xã hội sẽ nhận ra điều đặc biệt. Diệu Nhi là diễn viên hài trẻ được yêu thích vì rất lầy lội, duyên dáng, mặc dù rất sôi nổi trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng Diệu Nhi và bạn trai anh Tú có một quy tắc chung là hạn chế nhắc đến đối phương. Tối ngày 20 tháng 8, các diễn đàn, bàn chuyện showbiz bất ngờ lan truyền thông tin một nữ diễn viên hài trẻ vừa hạ sinh con đầu lòng với những chi tiết. Như người này nổi tiếng từ một sitcom, thường hay tham gia các game show, trong đó có Sao Nhập Ngũ, đồng thời có chuyện tình cảm kín tiếng với bạn trai 6 năm, netizen rần rần gọi tên Diệu Nhi. Giữa lúc tin đồn rần rần, chính chủ chưa lên tiếng, nhưng các thánh soi đã phát hiện dạo gần đây Diệu Nhi liên tục có những biểu hiện lạ. Trong một lần live stream gần nhất vào ngày 13 tháng 8, Diệu Nhi tròn trịa thấy rõ và giữ khư khư chiếc gối, chê khoe body hiện tại. Ngoài ra, dễ dàng nhìn thấy Diệu Nhi trông đầy đặn hơn trước. Diệu Nhi còn cố tình mặc quần áo thùng thình để quay clip đu trend sống ảo. Diệu Nhi liên tục dùng tay che bụng và mặc bộ đồ trang phục khó hiểu để quay clip đu trend vào hôm 18 tháng 8. Tháng 5 năm 2021, Diệu Nhi từ chối uống rượu khi lộ diện qua thách show. Đặc biệt nhất, Thánh soi sống ảo một ngày cập nhật 7749 khoảnh khắc mới hôm nào giờ chỉ đăng toàn ảnh cũ. Trên Instagram và các trang mạng xã hội khác của Diệu Nhi dạo gần đây chỉ đăng lại ảnh cũ, tuy nhiên cũng có thể là do cô chỉ ở nhà nên không lên đồ sống ảo. Những khoảnh khắc đời thường hiếm hoa của Diệu Nhi chỉ là những góc quay cận mặt. Bạn gái anh Tú dường như tăng cân nên khuôn mặt trông tròn trịa hơn hẳn. Khoảnh khắc gây chú ý của Diệu Nhi vì để lộ vòng hai lùng lùng thấy rõ được cô đăng tải vào tháng 7 năm 2021. Trong các bộ ảnh, trong vài tháng trở lại đây, cô diện đồ rộng và đều tạo dáng che bụng chứ không khoe body chặt chẽm như trước kia. Diệu Nhi và anh Tú vừa kỷ niệm 5 năm bên nhau cách đây không lâu, cặp đôi vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.